Diacid. Diacid là các chất hữu cơ có chứa hai nhóm carboxin. Ví dụ như là axit oxalic, axit malonic, axit arabic, axit phenolic. Có một số các cái axit như là axit oxalic, axit malonic, axit succinic, axit glutaric, axit adipic, axit pimelic, axit sulfuric, axit malate, axit fumaric, axit phthalic và isophthalic. Tính axit của diacid, ví dụ như axit oxalic, chúng ta có hai giá trị cả pK 1 là bằng 1,2 và pK 2 là bằng 4,3. Ảnh hưởng tương hỗ của hai nhóm carboxin làm tăng tính axit khi nhóm COH thứ hai đến gần với nhóm COH thứ nhất thì nó làm tăng tính axit. Ví dụ như là đối với axit oxalic giá trị pK 1 là 1,2, đối với malonic acid giá trị pK 1 là 2,8 và đối với heptanoic thì cao hơn. Như vậy chúng ta thấy khi nhóm COH càng gần thì tính axit càng tăng. Tính axit của axit oxalic cao hơn malonic và cao hơn heptanoic. Các diacid ít nhiều để nhạy cảm với tác dụng của nhiệt và bị phân hủy tạo các sản phẩm khác nhau. Ví dụ axit oxalic ở 200 độ C tạo ra CO2 và axit formic. Axit malonic ở 140 đến 160 độ C tạo ra axit acetic và CO2. Axit adipic ở 300 độ C với COH 2 lần để tạo ra cyclobentanol. Đối với axit terephthalic, khi sử dụng nhiệt độ để tạo ra anhydride phthalic. Nếu ngưng tụ, các diacid có thể tham gia các phản ứng ngưng tụ trùng ngưng với các dion hay diamin tạo ra polymer. Ví dụ như phản ứng tạo nylon 66. Hay là tạo polyester tạc gạc. Diethyl malonate. Trong công thức phân tử của diethyl malonate, chúng ta có nhóm CH2 nằm giữa hai nhóm CuO monoro. H alpha có tính axit. Giá trị pK khoảng 13. Do có hiệu ứng siêu liên hợp giữa liên kết CH với nhóm CO qua liên kết sigma. Tìm hiểu về quá trình tautomer hóa của diethyl malonate.
do có hiệu ứng siêu liên hợp dẫn đến sự dịch chuyển electron của liên kết sinh ma CH. Để tạo thành liên kết đôi CC, đồng thời tạo thành dạng anion. Như vậy, đối với diethyl malonate có hai trạng thái, chúng ta có thể thấy nó có tính axit. Đó là trường hợp H alpha có tính axit, có khả năng phản ứng với các bazơ mạnh, ví dụ như là C2H5ONa hay là NaNH2. Trong trường hợp cái hợp chất anion có nhóm OH có khả năng phản ứng với kim loại natri. Như vậy, diethyl malonate có khả năng phản ứng với kim loại natri hay là với bazơ mạnh. Trong cả hai trường hợp đều tạo thành một cái hợp chất anion. Ví dụ, trong trường hợp phản ứng với C2H5ONa thì C2H5ONa tấn công vào proton H alpha, lấy proton và tạo thành C trừ Na cộng. Trong trường hợp anion phản ứng với natri tạo ra dạng enolate. Sau đó, dạng enolate sẽ chuyển quay trở lại dạng muối C trừ Na cộng. Như vậy, diethyl malonate có khả năng phản ứng với bazơ là C2H5ONa hoặc là natri, đều tạo thành một sản phẩm trung gian. Và từ sản phẩm trung gian này, chúng ta có thể sử dụng nó để tạo ra monoacid hoặc là diacid mới. Ví dụ, chúng ta muốn tạo ra monoacid thì chúng ta thực hiện với dẫn xuất halogen. Chúng ta xem như đây là phản ứng thế nucleophile. Tiếp theo, chúng ta thủy phân
trong môi trường kiềm, và sau đây là axit để thu được diaxit. Như tác dụng của nhiệt độ, ví dụ như trường 140 đến 160 độ C, phản ứng sẽ tách CO2 để tạo ra sản phẩm là monoacid. Phản ứng này dùng để ứng dụng để điều chế monoacid từ diethylmalonate. Chúng ta có thể thay thế R bằng các gốc hydrocarbon khác nhau. Ứng dụng để điều chế diacid. Chúng ta cho hợp chất muối trung gian phản ứng với dihalogen. Chúng ta chú ý là dihalogen nằm ở hai đầu và mặt hydrocarbon nằm ở giữa. Khi đó, hai hợp chất muối phản ứng với dihalogen sau đấy chúng ta thủy phân để thu được các axit. Các hợp chất này bị decarbonin hóa ở nhiệt độ 140 đến 160 độ C. Tạo ra sản phẩm là diaxit mới. Đây là phản ứng ứng dụng để điều chế các diaxit mới từ ester malonat. Chúng ta thay đổi chỉ số N để thu được các cái sản phẩm như mong muốn.